Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin được mến chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo, được mọi người tôn kính và công nhận. Những người tuổi khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống. Họ có uy quyền, có địa vị. Và những gia chủ tuổi Giáp Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy, những gia chủ tuổi Giáp Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè xung quanh yêu mến và kính trọng. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu mọi góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho mọi người ở những nguy hiểm đang rình rập ở phía sau cũng như là phía trước nhờ vào sự tinh tế ấy. Và thưa quý vị, cũng chính vì nhờ vào sự sắc sảo tinh tế ấy mà những người tuổi Thân dễ dàng thấu hiểu được những tâm tư và nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó sẽ tìm cách chia sẻ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Và trong tháng 4 âm lịch này thì năm 2022, những gia chủ tuổi Giáp Thân phạm phải hạn xung thái tuế, và đây là một năm mang lại rất nhiều những trắc trở với tuổi này. Vậy thì đương nhiên là với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì những khó khăn trắc trở đó sẽ không làm cho những gia chủ tuổi Giáp Thân bị nhục chí, chùn bước hay sợ hãi. Bởi vì nhờ được quý thần ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong năm 2022 nhâm dần này thì những gia chủ tuổi Giáp Thân dễ dàng vượt qua được những khó khăn này. Từ vi học dự báo, tháng 4 âm lịch chính là thời điểm đột phá của những quý vị gia chủ tuổi Thân. Vậy thì vận trình tài lộc của quý vị gia chủ tuổi Thân trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Giáp Thân sinh năm 2004 mệnh Thủy, tuyền Trung Thủy. Bề ngoài, người tuổi Thân là người hoạt bát, nhanh nhẹn và có mưu trí. Họ khá nghịch ngợm và linh hoạt dù trong công việc hay trong cuộc sống. Là những người rất biết cách ăn mặc và chăm chút cho bản thân. Những người tuổi Giáp Thân đa phần có ngoại hình đẹp, hiền lành và dễ gần. Người tuổi Giáp Thân có rất nhiều tài lẻ thiên bẩm. Họ rất giỏi những vấn đề mang tính nghệ thuật, biết và rất giỏi nhiều thứ khác nhau. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những người tuổi Thân họ có thể vẽ giỏi, hát hay, nhạc cụ chơi tốt mà các việc vặt thủ công hay may vá họ đều rất giỏi và nhạy bén. Người tuổi Giáp Thân không ngừng, không thường chịu thua ai. Họ luôn muốn mình làm được và phải làm được, không dễ gì có ai giỏi hơn họ. Họ có lòng đố kỵ rất lớn, khi nóng giận, có lời lẽ khá cay nghiệt, nói năng tùy tiện, tính tình dễ thay đổi, lúc nóng, lúc lạnh, khó lường. Trong tháng 4 âm lịch, những người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 sẽ có nhiều cơ hội để cải thiện được thành tích, đạt được điểm số khả quan trong học tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn vẫn cần phải đấu nhiều hơn và không nên lười biếng. Đồng thời, sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết tận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy, quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ bị thụt lùi hơn so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Về tình cảm, vì đang ở độ tuổi mộng mơ nên con giáp này dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học tập, làm việc, khiến cha mẹ và thầy cô không hài lòng. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp ất âm mộc nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Thân trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tử vi tháng 4 cho thấy có nhiều bạn đạt được thành tích tốt, có sự tiến bộ trong học tập, nhưng bên cạnh đó cũng có những bạn vẫn còn lười biếng và chảnh màng, không tách biệt thời gian học tập và thời gian cho sở thích cá nhân. Cạnh tranh trong học tập cũng tăng lên. Bạn sẽ thường vì vấn đề điểm số thua kém người khác mà muộn phiền. Ở độ tuổi này, cảm xúc thay đổi thất thường, thường hay mất tập trung, phân tán sự chú ý, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài nên thành tích học tập thường không ổn định, thậm chí có dấu hiệu đi xuống. Những bạn đã đi làm hoặc bắt đầu đi làm thêm, môi trường mới khiến bạn phải vất vả khá nhiều mới thích nghi được. Hãy làm việc thật chăm chỉ và cầu tiến, tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn phía trước.
Vào giai đoạn này, người lớn, đặc biệt là các bậc cha mẹ và thầy cô đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh và định hướng con trẻ, tránh tình trạng học đòi những thói hư tật xấu ảnh hưởng đến sự phát triển của tương lai. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và sa đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, vấn đề tài chính của những người tuổi Giáp Thân về cơ bản vẫn được gia đình đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ chi tiêu khoản không nhỏ cho sở thích cá nhân và thấy tiền tiêu vặt không đủ, từ đó có suy nghĩ tự mình kiếm tiền thêm từ các công việc tạm thời. Điều này phụ thuộc vào khả năng, sự học hỏi và cả sự cho phép từ phía gia đình. Bạn nên tham khảo ý kiến của cha mẹ trước khi quyết định bất cứ điều gì. Với những người đã đi làm, tháng này tài lộc có vẻ không được như ý. Công việc tuy vất vả hơn nhưng bạn lại không đạt được mức lương thưởng như mong muốn. Mức chi tiêu nhiều hơn mức thu dẫn đến việc thiếu hụt về tài chính, phải vay mượn thêm để chi trả. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng 4 âm lịch, sức khỏe của con giáp này không có điều gì đáng lo ngại. Vì đang ở độ tuổi mới lớn nên cần chú ý nạp dưỡng chất đầy đủ, sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục thường xuyên để cơ thể phát triển tốt. Vấn đề ăn uống cũng cần phải để tâm, hạn chế ăn uống theo sở thích, nhất là những thức ăn đường phố, rất dễ bị ngộ độc thực phẩm hoặc mắc các chứng bệnh về dạ dày. Các quý vị gia chủ Giáp Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, đào hoa khởi sắc giúp cho người tuổi Giáp Thân kết giao được với rất nhiều bạn bè, mở rộng mối quan hệ. Một số bạn bắt đầu nảy sinh tình cảm khác giới và ít nhiều ảnh hưởng tới học hành. Nhưng vì ở độ tuổi đang lớn nên cái tôi khá cao, bạn có thể tỏ ra khó chịu với sự can thiệp từ gia đình về các mối quan hệ của mình. Cần tỉnh táo để nhìn ra đâu là mối quan hệ tốt mình nên duy trì, đâu là mối quan hệ độc hại, cần tránh càng xa càng tốt để không gây ảnh hưởng tới tương lai của mình. Hơn nữa, cha mẹ là những người đi trước sẽ có cái nhìn tinh tường và hiểu lòng người tốt xấu ra sao. Bạn nên lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn thay vì đối chọi chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuổi Tý. Đối với người tuổi Giáp Thân trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 4 năm 2022, tức ngày 13 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 4 năm 2022, tức ngày 25 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán.
các ngày tốt đối với tuổi Giáp Thân trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 4 tháng 4 năm 2022, tức ngày 4 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sai Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 4 năm 2022, tức ngày 16 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 4 năm 2022, tức ngày 28 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Giáp Thân trong tháng 4 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào chúng ta nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng lần sau.